What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi khám phá một em kit custom đến từ nhà Inora. Và theo mình thì đây là một trong những con kit chính hãng cực kỳ xứng đáng với cái giá tiền của nó luôn. Ok, không nói nhiều nữa, mình sẽ cùng review sơ qua cái em kit này nha. Let's go. Đầu tiên thì với cái vỏ ngoài đóng hộp không khác gì những con Idara bình thường khác, nó cũng là vẫn màu nâu đỏ truyền thống luôn. Đó. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ thấy có nó đóng gói khá là đơn giản. Idara rất là tâm lý khi mà chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một cái cover màu đen như thế này. Đó, chúng ta không phải mua thêm mà chúng ta sẽ được tặng kèm sẵn luôn. Với cái cover này thì chúng ta có thể custom nó thành theo ý thích của mình dễ hơn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái bộ kit chính đó, tí nữa chúng ta sẽ xem kỹ hơn để xem từ trong hộp còn gì không nha. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm một cái hướng dẫn sử dụng nữa, và cũng như mọi lần thì mình khuyên các bạn nên giữ lại cái cuốn hướng dẫn sử dụng này, và nó sẽ là một trong những cái cuốn bí kíp mà khi chúng ta muốn sử dụng em bàn phím này với full đầy đủ chức năng thì chúng ta phải nên đọc hướng dẫn sử dụng. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ tập thêm một cái dây cáp tai C A2C nữa, rất là đơn giản bằng nhựa thôi, bình thường không có gì hết. Và chúng ta sẽ không được cặn kèm thêm nhổ switch hay nhổ cái cáp hay bất kỳ thứ gì thêm. Ok, quay trở lại với em kit của chúng ta thì em kit này sẽ là layout 85. Với cái layout này thì chúng ta vẫn sẽ giữ lại hàng ép, đồng thời là vẫn sẽ có cụm mũi tên, loại bỏ đi các cái nút như là pay up, pay down hay là dial end, mà nó sẽ thu hẹp lại chỉ còn khoảng 4 nút ở đây. Và chúng ta sẽ có thêm một cái nút ở phía trên này thì chúng ta có thể tùy chỉnh được. Đặc biệt là với cái layout này chúng ta sẽ được trang bị thêm một cái núm nữa. Đó. Cái núm này của nhà Idara sẽ được làm bằng kim loại luôn. Rất là ngon. Và cái cảm giác xoay của nó cũng rất là tốt, rất rõ ràng. Và xoay cũng mượt mà, trơn tru. Em này thì sẽ có sở hữu một cái mặt hot swap 5 chân. Và là mặt xuôi nha các bạn. Với cái mặt xuôi này thì chúng ta yên tâm có thể chơi được bất kỳ loại switch nào kèm với lại cái cáp nào nhé. Plate thì sẽ là plate bằng PC. Ở giữa plate thì chúng ta vẫn sẽ thấy có một cái lớp foam để tiêu âm. Đồng thời ở dưới đáy thì chúng ta cũng sẽ thấy có lớp foam nữa. Vậy là con này nó sẽ được lót full foam nha các bạn. Strap thì mình thấy cũng là strap bình thường giống như những con Idora khác thôi. À, cũng đã được lúp sẵn rồi. Mình thấy lúp khá là dày. Còn về chất lượng strap thì cái này có lẽ là mình phải lắp switch, lắp keycap vào test thì mới biết được. Ok, về đằng sau thì chúng ta sẽ có kickstand nâng hạ độ cao, hai nấc rất ngon. Đó, mình cũng thích cái kiểu này, nó sẽ cá nhân hóa được hơn về cái độ cao. Đồng thời chúng ta sẽ có thể chuyển được sang win hoặc là max, rất là ngon. Chúng ta vẫn sẽ có ba chế độ kết nối Bluetooth, USB và 2.4G wireless. Các cái chân cao su chống trượt và có tem của nhà sản xuất ở đây. Ở đây chúng ta vẫn sẽ có một cái khay để mà đựng USB receiver. Đó, với cái khay này thì mình thấy nó cũng rất là tiện. Ở phía trên này thì sẽ là đầu USB Type-C. Ở đầu này cũng lồi ra khá là nhiều nên các bạn yên tâm là các bạn có thể chơi được các loại cáp custom nhé. Về cái vỏ của em này thì mình thấy nó cũng thiết kế khá là cứng cáp. Mặc dù là plate PC, tuy nhiên thì khi mình vặn xoắn thì nó có độ cứng khá là tốt. Ok, để mình mở cái phía bên trong của em này ra xem như thế nào nhé. Để mà mở cái con kit này ra thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Tại vì xung quanh nó được giữ bằng ngàm chứ không hề có ốc vít, và cái ngàm của con này thì nó cũng khá là dễ mở chứ nó không cứng như những cái con kit khác. Đó, chúng ta chỉ cần lấy tay nạy nhẹ xung quanh là có thể mở được cái cover ra rồi. Và chúng ta có thể hoàn toàn thay thế cái cover này bằng một cái cover màu đen mà nhà sản xuất tặng kèm ở đây, rất là dễ luôn. Ok, ở phía dưới thì chúng ta sẽ thấy mấy cái plate PC nằm ngay ở phía dưới này. Tuy nhiên thì khi mình nhấc plate lên thì nó cũng sẽ đi kèm luôn với lại cái mặt PC luôn.
Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ thấy có cái dây dẫn pin vào. Đó, tháo cái dây này ra là chúng ta có thể tắt được cái mặt ra. Và như các bạn nhìn thấy thì mặt của nó làm cũng khá là đẹp, rất là gọn gàng và không có bị lem nhem. Đồng thời thì cái hot swap này, như các bạn nhìn trên video đây, thì nó là hot swap của hãng Keel, tức là hãng Kai á. Thì với cái hãng Kai này thì nó hot swap cũng khá là ổn định, cho nên các bạn yên tâm sử dụng nha. Hot swap 5 chân nữa, cho nên là các bạn là thoải mái. Đó, nếu mà muốn tháo mặt ra thì chúng ta phải gỡ hết tất cả những con ốc này, nó đã cố định PCB với cái plate PC rồi, rất là nhiều ốc ở đây nếu như mà các bạn muốn gỡ ra. Ở dưới thì chúng ta sẽ có một cái lớp foam màu đen. Tuy nhiên thì như các bạn thấy đây, cái lớp foam này hình như nó hơi mỏng, cho nên là nó vẫn không khít được giữa plate PC và cái mặt PCB, cho nên là chúng ta vẫn sẽ cảm thấy là nó sẽ hơi hơi rỗng rỗng, mà cũng như cái kiểu của nó hơi ọp ẹp một xíu ấy. Cái plate PC này chúng ta sẽ thấy có những cái tấm nhựa ở đây, nhựa silicone, hình như cái này là cái kiểu gasket, nhưng mà với cái gasket này thì mình nghĩ nó cũng không có độ nhún nhảy gì nhiều đâu. Có một cái mình thấy cũng khá lạ là cái cổng USB-C này thì được đặt nằm ở trên PC PCB luôn, chứ nó không nằm ở trên cái mặt con ở phía dưới. Vậy là con này nó cũng không có mặt con luôn. Ok. Nó sẽ có một cái cục pin khá là dài. Cục pin này thì theo như IDRA công bố thì nó sẽ là có 3000 mAh. Ở phía dưới đáy thì chúng ta vẫn sẽ được lót một cái tấm foam khá là mỏng. Theo mình thì với cái tấm foam ở đáy thì cũng không cần thiết phải lót quá dày. Nếu như các bạn muốn thì các bạn cũng có thể thay được cái tấm foam này cũng rất là dễ thôi. Ok, bây giờ mình sẽ lắp vô lại và mình sẽ thử lắp switch với lắp keycap vào, test gõ. Và tất nhiên mình sẽ không có tùy chỉnh bất cứ thứ gì. Mình để full stop luôn, mình gõ cho các anh em xem nhé. Giả sử như là nếu như mà các bạn muốn mua về lắp switch vào là gõ luôn, không cần móc miếc gì, thì xem thử nó có ok không nha. À quên, trước khi mà mình lắp switch và keycap thì chúng mình cũng sẽ thử các cái chế độ đèn LED cho anh em xem nhé. LED của con này cũng khá là đẹp đấy. Đấy, như các bạn thấy thì em này sẽ là mặt xuôi, LED của nó rất là sáng luôn. Và cái plate PC sẽ giúp cho cái đèn LED của nó hắt sáng lên nhiều hơn. Mặc dù là cái mặt của nó màu xanh thẫm thì nó cũng đã triệt tiêu bớt đèn LED rồi. Tuy nhiên thì con này LED cũng cực kỳ là sáng luôn. Mình đang để đèn trong phòng rất là nhiều, nhưng mà cái đèn LED của nó cũng đủ hắt lên để chúng ta nhìn thấy được rõ cái hệ thống đèn LED của em này. Hệ thống đèn LED của em này thì vẫn sẽ có hỗ trợ phần mềm. Tuy nhiên thì nhà phát triển vẫn chưa cho ra cái phiên bản phần mềm chính thức, cho nên là nó sẽ chưa có tùy chỉnh được nhiều, mà chúng ta sẽ dùng các cái nút cứng ở trên này để chỉnh LED thôi. Và bây giờ mình sẽ cùng lắp lên thử full build này xem thử nó sẽ như thế nào nhé. Rồi, hiện tại mình đang sử dụng một cái bộ option khá là rẻ. Thì với cái switch thì mình sẽ sử dụng là switch Gatron Yellow thôi. Đó, bình thường thôi. Thì giá thành nó cũng khá là rẻ rồi. Đấy, và nó cũng cho độ mượt rất là ổn định. Ngoài ra thì keycap thì nó cũng rơi vào khoảng tầm 300-400 ngàn thôi. Keycap XDA. Đó. Thì bây giờ mình sẽ cùng sao test cho anh nghe xem cái bảng màu trắng này trước nhé. Tí nữa mình sẽ build thêm một cái bảng màu đen nữa cho các bạn xem.
Ok, thì như các bạn vừa mới nghe sao test thì với một ekip stock là quảng Idora thì mình nghĩ đây cũng cực kỳ tiến bộ. Đặc biệt là những cái snap của nó đã được làm khá là tốt. Và chúng ta chỉ thấy được là cái space chúng ta chỉ cần tinh chỉnh lại một xíu hoặc là lúc lại một xíu thôi là đã rất ok rồi. Vì tất cả những cái snap như nút shift hay là nút enter thì đã đều làm rất là ngon. Những nút một u thì không phải nói rồi. Đấy, thì cái đấy nó còn tùy thuộc vào cái switch nữa. Như vậy là với stock em này mình nghĩ nó sẽ phù hợp với hầu hết tất cả mọi người đều có thể mua về và sử dụng ngay. Bây giờ mình sẽ chuyển sang một cái cách build đó là thử thay cover màu đen và thử thay keycap màu đen là như thế nào nha. Đây, đây chính là mình build thêm một cái bộ màu đen nữa. Với cái bộ màu đen này thì như các bạn thấy nó cũng rất là đẹp. Với cái bộ keycap chỉ cũng giá khoảng tầm 300 nghìn thôi thì các bạn thấy là nó lên led cực kỳ ngon luôn. Cũng là keycap double shot nhưng mà lần này nó sẽ là chuẩn OEM đó, màu xám đen rất phù hợp với bộ kit này. Tuy nhiên với cái knob này thì mình thấy nó chưa được phù hợp lắm, nếu mà có thể thay được sang làm màu đen luôn thì quá ngon thôi. Về để mình xem thử coi là với cái cách build OEM như thế này thì nó sẽ ok không nhé. Ok, như vậy là mình đã vừa mới đi review sơ qua cho anh em cái bộ kit mới nhất của thằng Idora. Thì với trong tầm giá khoảng 1 triệu thì rất khó có thể anh em kiếm được một cái bộ kit chính hãng có hỗ trợ đầy đủ như là ba móc, mạch xuôi đã được móc sẵn foam hay là móc step hết đâu. Lại còn có núm nữa, rất là hiếm luôn. Với cái tầm giá 1 triệu này thì mình nghĩ đây là một trong những cái bộ kit mà cực kỳ đáng giá dành cho những anh em nào muốn thử một cái bộ bàn phím cơ custom đó. Và với cái mặt xuôi thì các bạn yên tâm là các bạn có thể sử dụng được toàn bộ keycap cũng như là cái switch nhé. Và cũng như là với cái chế độ bảo hành chính hãng 1 năm tại Việt Nam thì các bạn có thể yên tâm sử dụng. Ok, các bạn nghĩ sao về cái bộ kit này của thằng Idora? Nếu mà các bạn có thắc mắc gì thì cứ comment ở trong phần bình luận nhé. Còn nếu mà các bạn muốn tham khảo giá thì mình có để link trong phần mô tả đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share, ủng hộ kênh Mod Gear nha. Bye bye!